anh chị đi không mà gì à anh chị đi các mình tăng thời điểm khi đi tăng mà chị alo alo à, cũng xin chào khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có trở lại ngôi gia của anh Thành, và đặc biệt lần này trên clip của Lê Thanh cũng như là clip của anh Thành và clip của Diễm My có quay một đoạn video này cũng chia sẻ về những câu chuyện tâm linh huyền bí mà suốt thời gian qua Lê Thanh cùng với anh Thành đi giúp bà con, tạo cái dòng nhân duyên để đi giúp bà con về vấn đề tâm linh. Thì hôm nay gặp lại hai cô gái này đến từ hai nơi. Thì Diễm My đến từ thành phố Đà Lạt, còn Ngân thì đến từ thành phố Ngân. Thì hôm nay hội ngộ tại đây thì muốn lên clip này để nói về những câu chuyện tâm linh huyền bí. Thì trước đây Lê Thanh cũng có gặp Ngân ở ngoài đời khoảng cũng gần 2 năm rồi, ở trên núi Tượng. Là lúc đó thì Ngân cũng chưa biết vẽ về cuốn sổ mà vẽ chữ thiên và vẽ những vị Phật hoặc là những bông sen, đúng không? Trong đó có vẽ bông sen nữa. Thì lúc đó Ngân cũng có trong thời gian dịch bệnh, Ngân cũng có gửi clip cho Lê Thanh. Và hôm nay cũng có duyên đó, thì Lê Thanh cũng đến đây, Ngân cũng thành phố về đây để gặp và để trò chuyện bên ngoài. Thì Ngân có thể cho khán giả biết thì trong cái thời gian mà gặp anh Thành cũng như cái lời nói của Lê Thanh có đúng như vậy không ạ? Cái anh Thành đấy, lúc đầu tiên là gặp Ngân thì rất là, nói chung là lộn tâm lắm, thì cũng có tâm linh nhưng mà nói chuyện không có được đó. Thì sau cái thời gian này, lúc đó lúc trước là gặp Thành thì Thành cũng có giúp. Khi thời gian về thì Thành có nói với Ngân là cỡ 3 tháng là sẽ nói được cái chữ thiên, viết được chữ thiên. Lúc đó thì Ngân này cũng không có tin, mình nghĩ là làm sao mà mình làm được, mà lúc đó là Ngân chưa biết gì hết, mà lúc đó loạn tâm lắm, suy nghĩ đủ thứ đó, mà những khi Thành phiên thì cũng không được. Rồi sau rồi Thành nói như vậy thì Ngân cũng không tin, rồi Thành mới tự nhiên liên lạc này kia đó, để như là trong chuyện vô hình thì mình giúp đó, thì có nhiều cái thì không có bằng chứng đó. Mà nếu mà coi lại thì các hành trình mà vừa qua mà Ngân đi thì là lần đầu tiên là Thành nó không biết cái gì đâu, mà nói Thành giúp thì không có bằng chứng, nhưng mà đó là sau lại thì Ngân có nói chuyện được chữ thiên, viết được chữ thiên, rồi cũng viết sổ rất là nhiều. Thì sau lại thì Ngân mới tin và cũng vậy đi trên con đường đạo bà con thôi. Thì Thành giúp được cái gì mình chỉ giúp, thì cái khả năng của Thành là làm được. Nên là trước mặt của Ngân Thành cũng nói như vậy, thì
cái điều đó là rõ ràng thực tế. Những cái gì mình có khả năng làm được mình làm, nhưng không có bằng chứng, chỉ có là nói ra rồi thì ngang có không tin. Bây giờ nó xảy ra thật sự, nó rõ ràng thật sự thì mong là ngang cũng dám đi trên con đường đạo, vì tất cả là mình tu là để dành để giúp bà con thôi. Hy sinh, chấp nhận hy sinh mọi tiếng của thế gian, có làm cái gì đi nữa thì cũng bớt là cái gì đi nữa, là không tin gì nữa, cái đó là chuyện của đời. Còn mình làm thì là gì, là Phật tiên tánh thành của cha mẹ, để cho cha mẹ chứng, chứ không phải là để cho thế gian chứng. Đó, ngày sau mình cũng bỏ thế gian đi thôi. Đó, đây là Phật chỉ là chia sẻ trên một đường, trên một đường tu tập, mình mang trách nhiệm để đi giúp đời thì mình nên sợ bất cứ lời gì của thế gian, cứ mà một bước cứ đi thẳng đi. Những đời thì họ muốn nói gì họ nói, họ đặt chuyện mình thứ hết, còn chỉ có mình làm mình biết, trời đất biết, họ đâu có biết đâu, họ nói gì mà mình nản không có được. Đó, mình cứ nghe người ta nói cái mình nản mà không chịu đi thì đó là chính mình không cứu được bản thân của mình. Còn muốn cứu được bản thân của mình thì mình phải cố gắng vượt qua mọi lời của thế gian. Đó, thế gian có dù đủ mọi cách, dù có tan hay nó cái xác này mình cũng vẫn đi. Tại ngày sau mình cũng bỏ cái xác này thôi, nè, không đi sớm không đi muộn, nè, chỉ mong tất cả anh em đi theo con đường đạo là tu là để dành giúp đời thôi, nè, hy sinh cho đời, hy sinh về đạo, nè, để cho tất cả anh em sống một cuộc sống an nhàn, được mạnh khỏe thôi. Còn mình thì mình biết con đường này trách nhiệm của mình phải đi thôi. Nè. Đó thì những lời mình chia sẻ gì là chỉ ngăn và tới tất cả anh em trên bước đường tâm linh trên con đường đạo. Rồi trong thời gian qua đó là Ngân viết được chữ Thiên, là có nói được tiếng Thiên luôn không? Dạ, có. Như hiện bây giờ mình có nói được không Ngân? Mình cho khán giả biết tiếng Thiên của Ngân như thế nào? Hay là nhận điện mới nói được Ngân? Có thể nó chuyện với anh Thành đi. Tâm lại đi chút xíu đi, rồi ở đây rồi sẽ nói được. Dạ. Còn nhiều khi á, đang chia sẻ vậy mà nó bước ngang cái nó khó. Dạ. Đó. Thì cái gì nó từ thời rồi ở đầu muốn nhiều chút xíu nữa thì có thể là khoảng cách của ngang sẽ nói chuyện, là nói chuyện trực tiếp với Thần. Dạ. Căn chí đối chuyện chỉ căn chỉ căn. Dạ. Thì anh em nhìn vô cái màn hình là nói chuyện bằng sát, nhưng mà thật sự là căng với căng nói chuyện anh em. Thì cái tiếng này ở đây cũng không có học, mà ở đây cũng không có học, tất cả anh em không có học, tự động biết. Đó là tâm linh và trên con đường của Thành đi. Thì hai năm mấy nay đó, thì Lê Thành cũng có quay rất là nhiều, thì cũng biết rồi, anh em có coi thì cũng biết là trên con đường cũng giúp rất là nhiều đó, chứ không phải là để bị chuyện ra để nói. Đây là giữa gặp ngang với Mi để nói chuyện, để chia sẻ đến anh em. Đó. Rồi Phần có thể mời Phần Căn du hình bên đây để về và nói chuyện với Phần Căn của Thành. Rồi ở bên đây cũng vậy. Nói chung là ở bên đây thì mới thôi, nhưng mà Thành có thể giao tiếp được, mình có thể là mời về nói chuyện được. Đó. Cái tâm linh mỗi người đi mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Giữa màn hình thì nên chỉ thấy là cái xác của Thành thôi, nhưng khi về thì sẽ nói chuyện được những cái tiếng rất là lạ của thế gian. Anh em nào không hiểu thì hãy tìm hiểu cho thật kỹ, đừng có buông lời mà không tầm nghiệp nha anh em. Chỗ Diễm Bi thì lần trước Lê Thanh có quay ở trên núi Cấm đi cúng Phật và diện kiến điện Phật Dương, thì đó Diễm My cũng có nói tiếng Thiên và múa, như là cái đó gọi là đánh võ ha Diễm My, cái đó phải gọi là từ đánh võ đúng không? À, để diện kiến cho cha vui. Thì hôm nay gặp hội tụ ở nơi đây thì muốn ghi hình lại để cho bà con hàng xa hiểu về tâm linh
nó quyền bí như vậy. Lúc ban đầu thì bình thường, nhưng mà chỗ anh Thành ảnh giúp thì tự nhiên là có một cái phép màu nào khác lạ như vậy đó. Như là Ngân vừa rồi cũng có chia sẻ đó, lúc ban đầu thì bình thường, anh Thành nói là 2-3 tháng sau gì đó phải không, 3 tháng, 3 tháng sau sẽ làm được cái điều đó. Mà chính xác là khoảng mấy tháng làm được Ngân? Nhưng trước thời gian mà dự tính ha, thì Ngân là cũng có kênh YouTube là Đời Đạo Song Tu, cũng có bà con cũng đang theo dõi Ngân thường xuyên phát trực tiếp để nói chuyện đạo và đời. Thì thì Diễm My cũng có kênh YouTube, thì mong khán giả sẽ theo dõi cũng như tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh huyền bí mà Diễm My và Đại Đạo Song Tu sẽ chia sẻ. Rồi chút xíu ở đây chỗ chỗ phần bên anh Thành và Diễm My cũng như là Ngân sẽ nói tiếng thiên, căng về nói tiếng thiên cho khán giả biết như thế nào. Anh em nói là cái tiếng Trung Quốc, là tiếng Nhật, tiếng thế gian, nhưng mà anh em hãy nghe tôi thật kỹ nha, nó không có giống đâu nghe, nghe anh em. Giống như là cái ngôn ngữ của cái sự vô hình thì nó chỉ giống 1-2 chữ thôi, chứ không phải giống hoàn toàn giống hết nha anh em. Nhưng mà nhiều khi giống 1-2 chữ đó, nhưng mà cái ý nghĩa của nó khác với cái danh từ của thế gian đó, chứ không phải là cái giả tỷ bây giờ là cái chữ T Việt Nam mình bây giờ mình nói chữ T đi, nhưng mà cái chữ T vô hình chỉ gì khác đó, chứ không phải là nói cái tiếng đó nó giống như tiếng Tàu. Mình nghe có đâu mà có một tiếng Tàu vô thì bắt đầu mà mình ở đây mình nghĩ ôi tiếng này là tiếng Tàu, không phải. Ý nghĩa nó khác mà ngôn ngữ nó cũng khác, thấy nó tự chứ nó không phải. Tại vì ngôn ngữ này là không có học tự động biết, chứ không phải mà đi học thì mới biết nha, đó là chuyện tâm linh đó. Thì nói chung thì Diễm My thì cũng mới gặp Thành thôi, nó cũng có theo dõi kênh của Thành. Thì Diễm My nói thì bước đầu sau đó thì cái đó là những gì biết, chứ giờ thì Thành cũng không biết để làm sao để biết được đến Thành chia sẻ với anh em. Vô hình thì phần căn á, phần độ á,
mình mượn cái xác của mình về, mình sẽ nhẹ nhàng lại chứ không phải như ngày xưa lúc ban đầu. Thì trong quá trình mà mình giúp như vậy thì bây giờ thấy ngày hôm nay xuống đây thì thấy trong mình như thế nào, không có sao nói gì cho anh em, mình không có nói thêm nó bớt gì, không có thêm nó bớt không sao lại làm gì nữa. Thứ nhất thì trung tâm pháp lực an rất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
干了没事，还没事的没事，干你鸡没鸡的，没干你鸡事的，干没事的。 没事的，但你干的，支持的，很慢的，还一些给你慢慢的去。他不是星期，很是星期，很是星期，很是星期。这个嘛，那里是星期，干的，三毛的星期，阿拉星期慢慢来干的。 很没事，很没。 当地可能你嘛，他那几个人，他们几个人是什么几个人？当地是几个人？他们几个人干嘛？很几个人，当地有没几个人？可惜不是这些，可惜你们先生，我先生，我先生，他们是。 汉鸡搞没，这次可能当鸡搞没，汉鸡可以搞没事呀。啊，那星期可以，是不是？可以上班，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 可
但是你是想当地的好西啊但买一些很稀罕很马来西亚看起但等于一下很稀罕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 
chỉ cần mà là chỉ cần gì
他们是很奇怪的，很奇怪的，半年级，当地的嘛，很奇怪的，半年级，当地的。 汉西克尼，但买西克尼。但是他夸的是这个，其实是，其实是。俺心里当地干的，但来西克尼，山西干的当地开始，还没西上，大来西汉西。 很奇怪，是根本的当地的，写出来了，根本想起下，好呢。很奇怪，什么还是？也是根本还是。 那你行吗？不行。 Sát cũng đi làm nhiệm vụ đi theo, đi nói chung là đi làm để giúp cái gì được cho bà con là giúp. Đó. Cũng do quan trọng là do cái sát nữa, mình phải làm cái gì đi nữa phải gán mình suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nếu như không thì mình sẽ gớt cái phần vô hình, sẽ bỏ mình. Đừng có mà mê chi cái kiếp này mà cũng rất là nhiều đời nhiều kiếp. Để mất công nắm mắt đi cái sự tâm linh của mình. Sau lại khi mình sai cái sáng này mình rất là khổ. Và lúc đó mình hối hận cũng không có muộn. Mình làm sai, sao mà hối hận như lắm. Nếu như mình làm mà không đúng, mình làm đúng đi, thì sau lại thì mình thấy cái điều hạnh phúc của mình trong việc mình làm, trách nhiệm của mình làm, sau lại mình thấy nó hạnh phúc lắm. Khi mình hoàn thành nhiệm vụ thì giữa cuộc trao đổi về tâm linh đó, thì có nhiều cái thì Thành cũng chia sẻ một chút xíu chứ không có nghe. Dạ. Nói chung là phần tâm linh này cũng ít có mà nói rõ ra lắm, chỉ chia sẻ một chút xíu với anh em. Thì có nhiều có tâm linh như lúc nãy về là có nói gì bên đây, là cũng như là tâm linh về là nhắc nhở bên đây dám mà đi. À, để đi cho đúng đường trên con đường của mình, mà nếu mình có phần căn nữa, tại vì cái phần căn dìu dắt bên đây à, nhưng có cái là dìu dắt bên đây là không chịu, mà cứ là giống như là mê những cái dạng như vô hình. Bên đây có nhắc nhở, phần vô hình có nhắc nhở mà nhắc nhở không được cái xác à, khi mà về nói chuyện có nhiều cái là có nói tiếng trong chuyện tâm linh đã về
là nhắc nhở gì đó, là ráng thu dưỡng cái xác. Và cái xác cũng vậy, giờ thì cái xác phải ráng trụ lại, đừng có sợ gì hết và đừng có chạy theo bất cứ ai, và luôn luôn nào nắm chủ chuyên tâm. Chứ hồi nãy thì căn về thì cái phần vô hình của thần cũng có nhắc nhở bên đây, là nhắc nhở bên trong sự vô hình đó ha, là gắn đi cho nắm chủ bên trong. Rồi cũng thần tâm linh hồi nãy có nói là cũng là khi mà đi dìu dắt cái xác này không được, gặp hoạn nạn rất là nhiều, là vô hình, là giữ cái xác này, muốn kiềm cái xác này lại mà kiềm không được đó, xác thì lại không trụ đó. Nên là căn bên cái sự phần tâm linh của thần cũng có nói là mấy lần đó, là luôn luôn lúc nào cũng bên cái phần ở bên đây để hỗ trợ, khi gần phần thì ở đây, ngăn thì ở xa, nhưng sẽ vô hình. Thì hồi nãy hai bên giao tiếp với nhau và nói là cũng có giúp bên đây, nó luôn luôn cũng ở bên cạnh hết. Và lúc đó khi nói chuyện hồi nãy căn cũng nói tại sao vô hình sao không giữ cái xác, dìu dắt cái xác, thì bên kia mình kia cũng có nói lại có dìu dắt, nhưng mà cái là dạng như dìu dắt mà cái xác thì lại không chịu nghe. Đó. Nên thần nãy nói là phần vô hình mấy dạng như khóc với nhau đó. Thôi thần chia sẻ một chút về cái tâm linh đó, cuộc nói chuyện hồi nãy thì như vậy, thì em thấy về giữa cuộc nói chuyện như vậy thì em chia sẻ là gì, thì em thấy cảm nhận như thế nào? Tâm nó cũng hơi bị một chút gọi là hướng ra ngoài nên nó động loạn. Nãy giờ cũng có đây cũng nhắc nhở cái căn là để gắn nhiều cho cái xác, là cũng như là nói cái thằng căn đó tại sao không chịu dìu dắt cái kia rồi gì. Thì cái phần căn nó nói là cái xác á không có dìu dắt mà tại vì là còn mê quá. Khi mà như ở đây cũng như la ngày vậy đó, thằng vô hình đó thì vô hình mới bày tỏ không khóc, còn bên đây cũng như là tức vậy đó, tại sao nói không nghe. Nên là hôm nay vừa nói vừa dặn ha, là nói về vô hình đó ha, khi nãy về ha, còn xác cái khác nha anh em đó. Khi lúc cái cuộc nói chuyện hồi nãy thằng chia sẻ là thôi ha. Còn ở bên đây thì cũng có nói một phần ít nào thôi, hồi nãy có về nói một phần ít nào thôi, là giữa hai người này là có cái gì đó, đó là giống như là nói chung là chắc hai có thành nói không có được, hai gọi là hai người quen đấy ha, rồi hai người đã quen nhau, dạ hơn, nhiều khi cũng khó nói lắm, tâm linh nó khó nói lắm. Người mới gặp lần đầu tiên thôi, nhưng mà cái sự mà đã chịu kiếp nhiều đời nhiều kiếp nó là khác giữa hai người vậy đó. Thì khi hồi nãy về nói chuyện á là hai bên nhìn nhận với nhau thôi, nhìn nhận với nhau. Thì thầm chỉ chia sẻ một chút xíu mà nãy thôi, hôm nay có gì thì cứ nói đi, thầm chỉ giúp gì thôi, giờ biết sao giờ biết gì thì chia sẻ là gì. Nãy im mi nhớ không? Định hình được chứ. Nên nè. Tại vì sự vô hình nói với nhau thì hiểu thôi, chứ Lê Thanh cũng không có hiểu. Thì xong rồi mới xác mới nói lại mới biết thôi. Tức là cảm thấy thân đúng không? Thân đúng không? Chia sẻ với nhau. Cái tâm linh này nó cũng khó giải thích lắm.
thì Thành cũng chia sẻ với anh em ha. Thành không phải thầy bài gì hết trơn anh em. Thành tên là Thành ha. Đó, Thành là giúp người tùy duyên. Đó, đúng ngày giờ sẽ gặp Thành. Đó, còn anh em chưa gặp thì gắng tu hành. Thì một ngày nào đó sẽ gặp Thành. Thì mình biết tâm, nói chung mình biết tâm là sẽ thành công thôi. Đó. Chứ bây giờ anh em đi tìm Thành thì anh em không chịu tu, tìm Phật ở ngoài đời. Tới ngày đi tìm không mà mình kêu Phật cứu sao mà Phật cứu, giờ tu đi thì ngày sau Phật hãy đi tìm thôi. Còn mà đi tìm Thành giống như tìm Phật ngoài đời thôi. Thì anh em mong cầu đi tìm Phật ngoài đời để làm gì? Cho một ngày nào đó Thành sẽ tạo cái duyên, hay là tới duyên thì Thành sẽ giúp anh em nhé. Và anh em phải có duyên với cái phần vô hình của Thành nữa mới được nhé. Nhưng khi có duyên với xác không có duyên với căn thì cũng khó lắm nha anh em. Thành chỉ là cái xác thôi. Đó, nên anh em phải hiểu về tâm linh nó như thế nào. Nhiều khi anh em thấy Thành như vậy mà kêu Thành giúp, Thành đâu có biết gì đâu mà giúp. Thành chỉ là cái xác thôi. Khi vô hình cái phần căn của Thành thì giúp, thì Thành chỉ là cái xác thì phần trên về mới giúp được. Còn không thì Thành chỉ là Thành thôi, không biết gì hết nha anh em. Thành không phải thầy bài gì hết nha anh em. Nên anh em thì coi tìm hiểu cho thật kỹ. Nên anh em là cái nói nó không tốt nha anh em. Dạ, thì nãy giờ Lê Thanh cũng có quay một đoạn video tại ngôi gia của anh Thành, thì gặp hai cô gái đó là Diễm My cùng với Ngân, thì được sự cho biết là hai cô gái này cũng là một cái người thân rất nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay gặp gỡ tại nơi đây. Thì Lê Thanh cũng rất là vui khi được quay một đoạn video này, thì chúc cho hai cô gái được nhiều sức khỏe, bình an may mắn, cũng như chúc cho anh Thành cũng bình an và may mắn được nhiều sức khỏe để đi cứu đời sắp tới. Thì Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo về những câu chuyện tâm linh huyền bí ở vùng đất An Giang cũng như vùng đất Thác Sơn Bảy Núi. Lê Thanh cũng xin chào ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.